Được, bạn thấy không? Cua cũng sướng luôn nhá. Cua nó cũng đi mà êm du luôn. Không có gần như là cũng có trạng thái gì. Tôi vẫn thỉnh thoảng ngồi lái chiếc xe mà kiểu có cái chế độ này chúng tôi. Rồi, chào các bạn. Thế là chúng tôi đã lắp xong một cái thứ mà ở trên một chiếc xe Mercedes, tất cả gần như ở Việt Nam mình đều bị cắt option này đi. Đó chính là bộ 23P tự vận hành lái với cấp độ 4. Và vừa rồi vừa cho các bạn xem là tại sao lại thay chiếc kính chắn gió trước xe này. Thì nói lại thêm với các bạn đây ạ. Có ở đây bạn nhìn nhá, khi thay xong rồi thì nó có 1 2 3. Đúng không? Ba cả hai chiếc camera và một chiếc cảm biến. Thế các bạn có thể nhìn ngay con đằng sau này ạ. Các bạn có thể nhìn ngay chiếc đằng sau đây đúng không ạ? Đây cũng là một chiếc mới cứng đấy ạ. Nhưng mà chưa thay kính đúng không ạ? Chưa thay cao tiêu thì chỉ duy nhất đây có đây thôi ạ. Đúng, con cảm biến kia là 2. Thế thì các bạn nhìn thấy đã đúng là đã thay kính là đã có option đấy ạ. Thứ hai nữa là một cái vấn đề nữa là khi các bạn thay kính ấy, thì khi mà ở trên xe, dòng xe Việt Nam mình cũng lại bị cắt đi một cái chức năng mà phải nói là cực kỳ hay của Mercedes cũng như là nhiều hãng xe khác. Đó là bộ hub HUD. Bộ này thì là về những cái năm về sau này thì toàn bộ đã được làm bằng màn hình màu. Thế nên là khi độ tương phản của nó để hắt lên cái kính ấy, để mình xem được cái màn hình màu đấy giống như một cái TV ấy, sắc sảo và đủ hết các biển báo, biển biếc rồi tất cả hiển thị đường xá cũng như viện bản đồ ở trên. Thì là cái kính này nó phải có một cái lớp gọi là lớp mà khi nó chắn lại cái ánh sáng và nó giữ lại cái ánh sáng mịn và đẹp nhất có thể khi cái màn hình đó nó hắt lên cái kính. Thì cái kính mà full option này nó đã chờ sẵn cái đó. Còn nếu các bạn cố tình lắp cái hấp mà như không thay kính thì cái độ sắc nét của cái màn hình nó đưa lên nó sẽ bị mờ hoặc nhòe hoặc là không được đẹp bằng. Đấy thì là cũng là một cái người ta gọi là option ở trên kính các bạn ạ, cực kỳ tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào để thực nghiệm bộ 23P. Nào, bây giờ thì chúng ta bắt đầu trải nghiệm chiếc GLS này đi ra ngoài đường. Và GLS của chúng ta đã được lắp với thiết bị 23P. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là cái chức năng, những cái gói trong gói 23P này là có những chức năng gì. Và ra đường thì nó sẽ vận hành ra làm sao, đúng không ạ? Các bạn nhìn đây này. Để ngay ở đây thì bác nhìn đây, lập tức là có hiện. Đấy, xa xa gần gần, xa xa gần gần chiếc ô tô, đúng không? Thì nó có cái khoảng cách là xa nhất là 100m. Nhưng mà bản chất thì lại nói các bạn luôn là radar chúng ta quét được ở trên cao tốc chúng ta quét được đến 200m và hơn 200m lận cơ. Nên đâm ra là cái độ về được mức độ an toàn của cái bộ này là rất là tuyệt vời. Các bạn có thể nhìn thấy là khi mà kích hoạt bộ 23P lên trong gói thì nó cũng sẽ có cái blind spot, tức là cái mà để cảnh báo điểm mù. Cái này thì rất là tiện, nhiều khi là mình đi ở cái phần mà ngang xe nhé bạn nhé. Những cái đoạn mà cái xe ô tô hoặc là xe máy đi ngay bên cạnh mình thì nhiều khi là không thể để mà phát hiện được ra, không nhìn được ra đúng cái góc chết đấy mà nó xe nó nằm đúng ở trong vị trí đó. Thì rất là khó để phát hiện và nhiều khi là tài xế có thể tạt sang trái và tạt sang phải ngay, nhưng mà thực ra là tiềm tài của cái mà nguy hiểm khi tai nạn giao thông thì lại rất có rất lớn. Tôi là người lái xe nhiều, tôi cũng đã từng bị những việc đấy rồi. Nhưng mà rất tiếc là về Việt Nam mình thì nhiều xe đã bị cắt mất chức năng này. Nhưng mà không sao, bây giờ chiếc GLS đó đã có đến tận rất nhiều chức năng để tiếp tục được tới, tôi sẽ nói cho các bạn nghe. Ví dụ như trong cái trường hợp chúng ta đang đi trong đường đông như này, ví dụ tôi bị rơi cái điện thoại, rơi một cái, rơi điện thoại, rơi bụp phát ở đây, mò này, thì mất cảnh giác, đúng không ạ? Hoặc là mải quá, nhiều lúc cứ bị bây giờ cái điện thoại nó quá nhiều thứ để cám dỗ con người, nhiều khi là có tin nhắn hoặc có cái gì chat bạn bè có thể cầm ngay lên để đọc xong rồi tủm tỉm cười, thì những lúc đó là những cái lúc mà chúng ta mất cảnh giác. Thì chính đó là cái bộ PCA, tức là cái bộ mà phanh khẩn cấp, nó phát huy tác dụng. Chẳng may lúc đó mình có nhỡ cái gì đó hoặc làm cái gì đó mà mình đang đều chân ga bạn nhé, đang đều chân ga, xe đang đi đều đều như này, không có biểu hiện gì của tác động mà cái vật cản đằng trước nó phanh hữu một phát, thì chúng ta lúc đấy, đúng lúc đó chúng ta không kịp phản xạ thì xe lập tức sẽ phanh giúp mình luôn. Các bạn lưu ý là cái đoạn mà chúng tôi sẽ nói là bạn phải đều chân ga nhé. Bạn mà tăng chân ga thì lại không bao giờ là phanh, vì là lúc đấy là một xe đã hiểu mình là mình muốn vượt một cái gì đấy mà mình đạp mà nhầm chân ga là không bao giờ bộ đấy nó kích hoạt cả. Thì có một lưu ý là các bạn xử lý nếu mà đều cơ, mà phải đều, mà phải là mình lơ là cơ thì nó mới phanh. Thế nên mới gọi là thông minh.
Thì khi cái việc đó thì các bạn cũng đã từng trên báo chí đợt vừa rồi cũng nhiều xe mẹc, có nhất là một chiếc rất là đáng tiếc, một chiếc S là cũng đã đâm vào đít một chiếc xe tải do lái xe lơ là và cuối cùng là cũng gây ra nguy hiểm và lát hết cái chiếc xe, đầu chiếc xe và gần như là hư hỏng toàn bộ. Thì đấy là mình về đây thì của mình là bị trùng với cái tần số, thì đâm ra các bạn đã bị cắt mất cái option này, nó rất là đáng tiếc. Thế thì trong cái gói 23P đấy các bạn nhìn đấy, vừa rồi cảnh báo là vừa có cảnh báo ngay, tít tít ngay. Lập tức là có bên người bên bên trái đang vượt qua là chúng ta cũng phải để ý ngay. Đấy thì chúng ta tiếp tục là nói về cái vấn đề của cái phanh khẩn cấp rồi. Thì bây giờ tí nữa thì ta sẽ có thêm cái bộ Distrolex Plus cũng đã nằm trong cái bộ này. Tức là cái giữ khoảng cách xe và cái keep lane và toàn bộ khi mà ra đường cao tốc thì chúng ta sẽ thử tiếp. Có những cái việc mà nữa là những cái xe mà ví dụ như là người đi bộ hoặc là xe máy cắt ngang thì xe cũng tự động là thít dây bảo hiểm và cũng tự động phanh toàn bộ các hệ thống để giữ an toàn nhất cho xe và những người trong xe. Thế là khi mình đi trong thành phố thì cái bộ này phải nói là xứng đáng để lắp trên chiếc Mercedes-Benz của mình. Còn những cái phần ví dụ như 23P này thì thực ra là câu chuyện là nó là rất là nhàn, nhưng phải là những bạn nào là có cái công việc hay di chuyển xa hoặc hay thích đi du lịch trên cao tốc hoặc là đi đánh gốp hoặc là những cái việc mà thường xuyên đi trên đường xa và cao tốc nhiều thì bộ 23P này nó phát huy quá quá nhiều tác dụng. Nó làm cho lái xe thật sự nhàn hạ. Ví dụ nói rất đơn giản là các bạn là khi các bạn ra các bạn chỉ cần cài cruise control lên thôi thì tất cả các chế độ tự động vận hành cấp độ 4 của Mercedes được kích hoạt. Và ở trên những cái view clip ấy thì thực ra bản chất ấy là có những người bạn có thể search trên YouTube là đã dùng xe Mercedes và Maybach cũng như là Mercedes, họ buộc cái điện thoại hoặc là một chai la vi vào cái tay lái đây thôi là họ có thể ngồi trên cao tốc và người ta ngồi ra sau và ăn uống cà phê cũng như ăn bim bim, chán chê mê mỏi rồi xong bắt đầu mới quay lại để ngồi lại vào vị trí lái cũ và bỏ cái điện thoại với chai lá vi ra thì lúc đấy là mới tự lái, còn không là xe cũng tự vận hành luôn. Và bản chất thì là trên đường cao tốc ấy, thì cái quan trọng nhất là cái vạch sơn. Cái vạch sơn này thì khi mà chúng ta đi lên đấy mình cài thì đã là nó là gọi là len đường, thì khi tất cả các cảm biến ở xung quanh gồm có một con cảm biến ở giữa và hai cảm biến hai bên sườn cộng với cả chiếc mắt camera ở trên vừa rồi tôi nói trên kính nữa các bạn, để đọc biển hiệu cũng như là để phân đọc vạch vôi và giữ cái len đường tay lái tự động để lái vào len giữa len cho chúng ta và tự động lái và tự động giả phanh cũng như nhìn thấy xe đằng trước hoặc xe đằng sau là đều tự giả phanh và tự bảo vệ an toàn cho xe, rất là tuyệt vời. Ví dụ như là mình chỉ cần cài 100 cây số một giờ, nếu mà đường thông thoáng thì đương nhiên là xe luôn luôn giữ ở mức độ 100 cây và đi giữa len, không bao giờ lệch len. Thậm chí cả vào khúc cua là nếu mà len vẽ chuẩn thì chúng ta cũng sẽ được tay lái đánh rất gọn gàng. Thế thì khi mà chúng ta đi mà có bất cản đằng trước thì đương nhiên là chúng ta có thể bật xi nhan xin vượt hoặc là không thì chúng ta cứ tiếp tục bám. Thì với chiếc xe ở trên mà đi với tốc độ 90 cây số thì xe này cũng sẽ giữ khoảng cách cùng tỷ lệ cùng với cả tốc độ thì sẽ loanh quanh đâu đó khoảng tầm gần 100m và xe sẽ đi với tốc độ là 90 đồng tốc với cả xe trên, và xe trên phanh thì xe mình cũng phanh theo. Xe kia mà vượt lên tốc độ cao hơn thì xe cũng sẽ đi đến đúng mức cruise control, khi ta đặt 100 thì đi 100 là cũng không hơn. Thế là để làm cho một cuộc đi thật sự là thoải mái và an toàn cũng như là thật sự là thành thơi, không phải căng mắt ra nhìn cái này nhìn đấy kia sợ bị phanh mình mà đi không lơ là một cái người ta phanh lại không phanh kịp. Thế thì tất cả những việc đó chiếc xe đã làm cho mình được những cái thứ mà để chúng ta có thể nhàn hơn, tỉnh táo hơn cũng như là thoải mái sức khỏe. Khi đến cái chỗ chơi thì chúng ta gần như là cảm thấy tinh thần nó được thoải mái, không bị áp lực về giao thông. Thì đấy là một cái bộ phận. Và cái cũng nói thêm với các bạn nữa là khi tôi nói đến cái việc này thì bảo ủi việc này nói cũng bình thường, nhưng mà thực ra là có những trải nghiệm tôi đã ngồi đến rất nhiều loại xe, kể cả xe Volvo, xe Mazda CX-5X8 đợt này cũng có những chức năng kiểu như này, rồi Santa Fe hay là
những gói option khác của xe Hyundai. Nhưng Mac là vẫn là Mac. Thật sự ra bản chất là khi tôi sử dụng bộ này ở trên chiếc GLS này thì phải nói là cứ càng một đời sau thì Mac càng hoàn thiện và tiến bộ. Như hồi xưa tôi đi chiếc C tới 2015 thì đi bộ đấy đã sướng lắm rồi. Nhưng mà đến bây giờ thực sự ra là những cái cảnh báo, những cái mà phanh cũng như là tăng tốc hoặc giảm tốc của bộ 23P đời mới này quá mượt luôn các bạn ạ. Mượt kinh khủng. Đây, các bạn nhìn đây. Bắt đầu chúng ta vào việc chính là chúng ta sẽ gì ạ? Đi thôi, ra cao tốc nào. Cài cruise control xem nào. À đây. Cái rồi cái nút khi mà mình lắp ở trên chiếc xe bình thường có đời Mac đời thì bạn nhìn cái vô lăng này cũng rất là quá thân quen. Nhưng mà đây, cái nút này là trước là mình đáng nhẽ là mình là đã cài cruise control thì bây giờ thay đó là có hai cái thang để vạch đây, bạn nhìn thấy không? Đúng cái len đường đây đúng không ạ? Chuẩn rồi. Ok, thử tí xem nào. Nói nhiều không bằng làm này, thử đi. Hay đấy. Rồi, nút cruise control đã lên. Đây và len tôi thì có thể chỉnh xa gần đây, bạn nhìn đến đây. Đấy. Sau này, set cruise control đi. Đây các bạn nhìn nha. Rồi tôi đi 70 đi. Bạn nhìn này. Đây. Tôi đây bạn nhìn này thì ở trên này là có một cái biểu tượng bộ Blind Spot đã nhận rồi này. Len đường này. Đây các bạn nhìn này, tôi có làm gì đâu. Chân tôi không phải làm gì cả. Bởi vì bản chất là tôi đã cài cruise control rồi. Thế thì nếu mà tôi bỏ cái tay này ra khoảng độ tầm 15 giây đâu đó. Đây các bạn nhìn đây. Chiếc xe tải phía trước. Tôi nghĩ là nó đang đi với tốc độ loanh quanh đâu đó tầm 60 cây thôi. Tôi đang cài 70 cây mà các bạn. Tôi đang cài 70 cây. Thế các bạn nhìn này, tay lái tự lái đây này. Nó hơi, tôi vẫn phải đợi chờ đây, mà các bạn nhìn nhé, tôi để đây nhá, thì là tay lái tí các bạn nhìn đoạn cua thì tay lái nó đã tự đây, là bạn nó hơi xoay thôi chưa đây. Đấy. Đấy. Bạn nhìn thấy chưa? Đấy và bạn nhìn thấy không? Trên đồng hồ là mặc dù tôi cài là 69 cây nhưng mà trên tốc độ thì chỉ có 58 cây thôi. Chứng tỏ là chiếc xe tải đằng trước sao ạ? Chỉ chạy 58 cây mà thôi. Đó. Thế bây giờ muốn vượt này gì đúng không? Vượt để xem cái bộ tự lái này tôi vận hành nào. Đây, đi lái xe mà vẫn được ngồi ngả như này, chả may có tiếp ngủ gật mà cũng chả bao giờ ngại xe bị lật vào là tạt vào lần làn đường. Hồi xưa sợ lắm, thì lúc nào sợ lái xe mà buồn ngủ ấy, gật giật mình ấy, mà không biết là mình có đánh lái vào phía bên trái hay bên phải không là rất là ghê. Nhưng mà khi tôi có bộ này thì tôi chả bao giờ phải làm gì cả. Tay tôi chỉ có thế này thôi. Thực ra là bản chất là thế này thôi. Thì xe cảm biết nhận tôi là tôi đang để cái ngón tay và bàn tay lên trên vô lăng thì là xe đã tự động vận hành rồi, tôi chả phải làm gì cả. Thực ra tôi là cũng là một người hay đi chơi golf của anh em rất là nhiều. Nên tôi cảm nhận được cái việc mà thật sự là lúc nào đi về mệt. À đây, bao giờ tay các bạn này. Đó, nháy rồi này. Rồi ok, cầm vào phát thì là ok. Để lắc cái là lại ấy ngay. Đấy. Là nhắc nhở ngay. Nếu mà tí nữa sẽ xem, tôi sẽ thử xem là nó có báo âm luôn cho các bạn không nhá. Để tiếp tục câu chuyện là khi mà đi đánh gốp mà nhiều ấy thì đấy, lúc mà anh em thì thường đi với nhau là 4 người. Chứ đi 5 người mà có lái xe thì lại chật. Mà đi 4 người thì anh em lái cả người lái cả đi cả lái về, lúc mà về lái mệt lắm. Căng thẳng đã ở trên sân thể thao 5-6 tiếng đồng hồ rồi mong về phải lái xe nó căng thẳng thì thật sự là một sự hành hạ hơi lớn. Thế nên ra là khi có bộ này vào rồi thì đúng là để giúp cho người lái xe cũng phải nói là rất là nhàn. Nhàn lắm ấy. Đi thế này thì còn nói gì nữa đúng không? Nói chuyện, tôi nói chuyện với các bạn giống như tôi đang ngồi bên ghế phụ vậy. Chân tay chả làm gì, cứ như này thôi. Thích làm gì làm, gãi đầu gãi tai thoải mái. Không phải lo lắng gì cả. Thế thì sướng quá. Đi này nó tiện. Thế là khi công nghệ nó càng tiến bộ lên thì sẽ làm con người sẽ càng sướng hơn. Nhưng mà tôi cảm thấy này vì nó bị sướng quá. Rồi chúng ta thử chuyển len cái xem nào.
Đấy, khi chuyển len này đấy thì lập tức xe lại tiếp tục nhật. Bây giờ chúng ta đi len giữa các bạn nhá. Các bạn có thể nhìn thấy là lại len giữa này, đoạn này hơi cua cua tí này. Đấy, thì xem là cái đi len giữa này thế nào. Vừa nãy mình đi lên ngoài bám xe đây. Tôi chả làm gì cả, đây xe bám đúng vào len luôn này. Thấy không? Các bạn thấy chưa? Đây, các bạn nhìn đây nhá. Vừa đi và tôi đã nhàn nhàn để tôi nghịch thêm tí này cho các bạn. Ồ, đi qua đây tự nhiên sao lại đi chậm thế nhỉ? À, đang sửa chữa đường các bạn ạ. Đấy, xe tự nó tôi có làm gì đâu. Thế tâm ra nhiều khi cũng chả biết là đang làm cái gì luôn. Xe đang ngồi đây kệ là thôi. Còn đi muốn đi nào đi. Mình cũng không để ý. Thôi, quay lại việc này. Tôi cũng ngồi nói chuyện bạn bình thường. Tại vì xe chạy quá êm tuyệt vời luôn, chả có gì. Tâm ra mình cứ quên mất mình đang lái xe hay sao ấy. Thế thì bây giờ cái vấn đề này đây các bạn nhìn thấy không ạ? Khi các bạn lắp lên toàn bộ cái hệ thống 23P thì trên màn hình của chúng ta sẽ có một loạt các option đây này các bạn nhìn này. Đúng không? Tiêu chuẩn này, nhạy này, thôi để nhạy đi cho nó sướng, dùng cái gì nó cũng phải nhạy tí, không nhạy là hỏng này. Đây hỗ trợ điểm mù chủ động đây bạn nhìn này. Thế này đổi tự động, hỗ trợ đổi làn chủ động luôn cũng có này. Đấy, chỉnh tốc độ theo hành trình này. Đấy, tức là trong này thì thực ra bản cái bộ này của nó có rất nhiều thứ, nó đọc được biển báo giao thông và nó thậm chí là nó cài ngay về cái tốc độ đúng trong cái bộ full của nó, là nó đọc biển báo giao thông và nó sẽ ví dụ là cả đường giao thông trên nói là cái len này đi được 100 cây thì xe nó tự động chuyển về 100 cây cơ. Đấy, còn rất nhiều chức năng khác mình có thể tùy chỉnh ở đây nữa. Ngoài ra thì tại sao mà chiếc GLS ở bên mình về giá nó hợp lý như thế thì đương nhiên thôi, những option phải cắt bớt đi chứ. Một chiếc xe mà tôi nghĩ về chiếc GLS nó giá nó quá hợp lý bây giờ ở mức độ 5 tỷ. Đúng không ạ? Bạn thử xem thùng phân khúc X7, X7 các thứ là ui rồi là vênh rất là lớn đúng không ạ? Thậm chí là kể cả Lexus là LX570 và đợt tới còn 600 ra nữa thì tôi nghĩ là cái giá tiền để so với chiếc GLS này thì thật sự ra là chiếc GLS này quá xứng đáng đồng tiền bát gạo. Và chả phải ngại gì nữa khi các bạn lên những cái option như kiểu như này mà bây giờ giá thì không như hồi xưa trên trời nữa. Giá của bộ này bây giờ quá là hợp lý cho người chơi đâu đó loanh quanh chỉ có hơn 100 triệu một chút là bạn đã có đầy đủ tất cả những option này rồi. Thì tội gì mà không lắp, rồi nước hoa bạn, các bạn nhìn tất cả hệ thống lên đủ cả. Ok. Đấy các bạn xem, vì vị khách cũng yêu quý quá nên ra là các bạn nhìn thấy không ạ? Tôi cũng cốt luôn cho anh ấy là toàn bộ cái giao diện là của chiếc xe hiển thị đúng chiếc xe GLS Maybach 600 chứ không còn là chiếc 450 như hồi xưa trên phần mềm đã dựng. Cái này thì cũng đơn giản thôi, anh em vào cài đặt mà có biết được suộc và coding ngon lành thì cũng làm trong vòng của tầm đâu đó 15-20 phút là xong. Ok, tiếp tục trải nghiệm nào, trải nghiệm chắc là trải nghiệm hết mất cả cái con đường ấy này, mất con Karen Kia lập tức cắt ngang đầu cái thì xe tự nhiên từ 80 cây số tôi cài phanh rất êm ái nhá, nhẹ nhàng xuống cái để nhường cho con Karen kia lách vượt lên và rất an toàn cho mình. Cứ ngồi không có cái cảm giác gì, tôi cảm tưởng đây là người lái thì cũng không phải là xe tự lái nữa. Thế đâm ra cái bộ này càng về sau nó càng hiện đại và nó càng êm ái thật. Thật sự là tôi thấy ngạc nhiên khi mà sử dụng cái bộ này. Nói chung là trên xe Mercedes mà chúng ta đi, mà nhất là những xe về đời sau này bị cắt cái option ở Việt Nam thì thực sự là quá đáng tiếc. Thì tôi thử xem là nếu mà tôi để tay hơi nhẹ một chút ở chỗ đây thôi thì xem là khoảng bao lâu thì cái này đây, bạn nhìn này. Đấy, kia em. Đó, nhắc nhở tôi là phải cho tay vào vô lăng rồi, tôi thử cố để xem như nào. Cố để xem nó có tự ngắt hay không. Rồi, nhắc lên 3 lần. À, cũng 5 lần đấy, cũng tương đối lắc ngắc, cũng tương đối lâu đấy chứ. À, đây là cảnh báo mình như chẳng may mà có buồn ngủ hay làm gì đó. Ok, bắt đầu dừng khẩn cấp. Ok, không, ok, lắc. Rồi,
Tức là xe sẽ, nếu mà chúng ta tiếp tục không sờ vào vô lăng và không có những cái gì đấy tiếp tới, hay là tí ta làm lại lần nữa xem là nó gì. Tại vì khi mà xe nhìn thấy kiểu chữ dừng khẩn cấp rồi mà tôi lại không dừng thì tôi lại còn tiếp tục không cầm lái nữa, thì không biết là xe nó sẽ làm gì. Hay là khả năng xe đỗ luôn ở giữa cao tốc này, tí nữa mới thử đoạn kia nhỉ. Tự hạ tốc độ này, tự xi nhan khẩn cấp luôn này, được chưa? Bạn nhìn thấy chưa? Khi bạn không sờ tay vào vô lăng, tức là các bạn đã tự đã ngắt và xe sẽ tự động dần dần tự luôn xi nhan báo khẩn cấp và từ từ xe dừng lại trên cao tốc. Đấy, là chức năng mà chúng ta muốn thử, thử thì thử cho nó hết, đúng không? Để xem nó hoạt động ra làm sao. Sẽ tiếp tục thử thêm đoạn nữa này. Vừa rồi là chuyển len, các bạn nhìn thấy chuyển len nó chuyển một phát, xe chuyển rất đơn giản, nhẹ nhàng và êm ru luôn, giống như kiểu mình đang chuyển ấy, chứ không phải là tôi nghĩ là không phải là xe chuyển đâu. Thế bây giờ ta tiếp tục thử đoạn cua này, xem chúng ta xem đoạn cua nó mượt mà đến mức độ nào các bạn nhá. Bắt đầu này, ok nào, rồi ok, chúng ta bắt đầu cua đấy. Được, bạn thấy không? Cua cũng sướng luôn nhá. Cua nó cũng đi mà êm ru luôn. Không có gần như là không có trạng thái gì. Tôi vẫn thỉnh thoảng ngồi lái chiếc xe mà kiểu có cái chế độ này, chúng tôi mình cứ kiểu nó cảm thấy nó nhàn quá. Thực sự nó nhàn quá. Chỉ trừ khi lúc nào mình muốn ra đạp ga, đạp thấp thiết thôi. Nhưng mà thực ra những việc đấy thì rất ít khi xảy ra. Còn đâu, thực ra chiếc xe nó là phục vụ mình. Và khi mà phục vụ mình rồi thì nó lại còn làm là người hộ tống cũng như là người chỉ đạo cho mình thì càng tốt, mình càng nhàn. Đi xe mà đúng là có cái những cái chức năng này thì đúng là không thể thiếu được trên một chiếc xe thật. Các bạn nào mà đi GLS hoặc RS mà thiếu đi mất chức năng này thì đúng là cũng là mất đi vài chục phần trăm sự hưởng của chiếc xe. Rất hy vọng là các bạn sẽ cố gắng làm sao trang thiết bị cho chiếc xe của mình được an toàn cũng như là được thoải mái, như là giúp đỡ mình trên các chuyến đi sau dịch Covid này, thì chúng ta đã được đi ngao du cùng nhau trên những xe yêu của mình, lại tiếp tục đi du lịch ngắm biển, và thậm chí là có những bạn gái bên cạnh nữa thì càng vui. Xin chào các bạn.